tròn trân trọng đến tất cả các vị khách quý và các bạn bè đồng nghiệp, những người tối ngày hôm nay chúng ta đã cùng tận hưởng với nhau một không gian âm nhạc tuyệt vời và tất cả những giá trị đã làm được trong năm qua. Xin được gửi tới quý vị lời chào trân trọng. Thực sự là thưa với tất cả mọi người, cả nhà ơi, là hôm nay Quyên rất là may mắn bởi vì Quyên có được một cái ngày mà có thể ngồi say sưa, làm nghề 30 năm rồi mà ngồi say sưa xem chương trình mà hú hét. Nếu mà mọi người để ý thì Quyên cũng đôi khi cũng hơi bị gọi là tác động vì thích quá, vui quá. Lâu lắm rồi mới đồng hành với Làn Sóng Xanh, đêm nay thực sự là một đêm quá là hoàn hảo về tất cả mọi phương diện luôn. Cảm ơn Làn Sóng Xanh rất nhiều và cảm ơn tất cả những người nghệ sĩ hôm nay đã cho Quyên tận hưởng một đêm tuyệt vời. Dạ vâng ạ, cảm ơn sự có mặt của hai chị đẹp của chúng ta ở đây ngày hôm nay và luôn mang đến một cái năng lượng rất là tích cực và truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Nghĩ rằng là năm trước thì mình bỗng nhiên mình trao giải cho Mono. Thành ra mình hát cái bài mà không, mình hát bài tên em đã có người ở gần em, nhưng em sẽ bắt những người đây và chờ em. Đó. Mình hát Waiting for You. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không hát bài Em xinh đẹp và lung linh. Mình không hát bài đó. Và giải thưởng Làn Sóng Xanh 2023, giải ca khúc được yêu thích trên radio thuộc về ca khúc bài này yêu vô cùng, đưa em về nhà. Em xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn ngay tại đây, tất cả các bạn khán giả trên kia. Thật sự là em cũng không chuẩn bị cho khoảnh khắc này lắm, cho nên là ok bây giờ em sẽ nghĩ gì nói đó nha. Có gì vấp mọi người thông cảm. Em xin ok, em xin cảm ơn anh em chị đâu nhỉ? Anh em vào đây. Tại vì nếu mà không có anh em thì sẽ không có ca khúc này. Thế thì em xin cảm ơn như em, người anh em của em đã cùng em phối lên bài hát này. Em xin cảm ơn ST319, cảm ơn S-Hop, anh em S-Hop. Không biết nói gì hơn, chắc chắn sẽ đáp trả tình cảm của tất cả mọi người. Cảm ơn TDK nữa. TDK, em cảm ơn anh Minh Maximum. Hôm nay anh có đến không? Không đến không? Đây, em cảm ơn anh Minh Maximum. Cảm ơn anh Kai. Tất cả mọi người, dành cho tất cả chúng ta. Cảm ơn Freddy và cảm ơn tất cả những người em. Xin được chúc mừng tất cả các bạn. Hôm nay thì đưa em về nhà đã mang giải thưởng.